Giới hoạt động trong nước ngày 14 tháng 10 đăng lên mạng xã hội bản sao công văn được cho là của chính quyền tỉnh Nghệ An, trong đó đề nghị giám mục giáo phận Vinh hạn chế hoạt động của linh mục Đặng Hữu Nam, người giúp ngư dân trong vụ kiện tập thể chống lại Formosa. Công văn đề ngày 7 tháng 10 do Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi chức sắc đứng đầu giáo phận Vinh có chữ ký của Phó Chủ tịch Lê Xuân Đại, ghi rằng linh mục Nam nói xấu đảng nhà nước và lợi dụng sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung để biểu tình, khiếu kiện, tạo thêm nhiều diễn biến phức tạp mới. Công văn đề nghị giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí cho linh mục Nam tiếp tục hoạt động mục vụ trên địa bàn Nghệ An. Giám mục Nguyễn Thái Hợp khẳng định với VOA rằng giáo phận của ông có quyền quyết định riêng về vấn đề này. Chúng tôi có độc lập cũng như cái tự trị của chúng tôi trong vấn đề đó. Cho đến năm nay khi mà chưa có một cái quyết định nào khác đó, Trần Nam vẫn phụ trách cái mục vụ tại Phú Yên, nghĩa là Trần Nam vẫn tiếp tục hoạt động như trước đến nay. VOA liên lạc với đại diện chính quyền Nghệ An để xác minh văn bản nhưng không có người nghe máy. Trên mạng xã hội, nhiều giáo dân bày tỏ rằng việc linh mục Nam dẫn đầu các cuộc biểu tình và kiện Formosa là hoàn toàn chính đáng và rằng đề nghị của chính quyền vi phạm quyền tự do tôn giáo.